Lúc này tôi đang có mặt tại tòa chung cư XP Homestar trong khu đô thị mới Tân Tây Đô. Đây là một tòa chung cư cao 25 tầng. Có một tầng hầm, 2 tầng trung tâm thương mại và 23 tầng căn hộ. Hiện nay đã xây xong. Và một số cư dân đã chuyển về ở. Chủ đầu tư đang tiếp tục mở bán những cái căn hộ còn lại ở cái tòa chung cư này với diện tích từ 53 đến 86 mét vuông. Thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Cái căn 86 mét vuông thì có 3 phòng ngủ và 2 vệ sinh. Ở tòa chung cư này thì chỉ có 2 căn hộ là 3 phòng ngủ trên một tầng. Khu đô thị Tân Tây Đô thì đã hoàn thiện về hạ tầng tiện ích, cư dân đã về ở rất nhiều. Tòa chung cư này bên cạnh tầng hầm thì có một cái khu vực đỗ xe ngoài trời nữa. Một tòa chung cư mới hoàn thiện rất đẹp. Đường xá giao thông kết nối trực tiếp từ đường 32 vào tòa chung cư, rộng 24 mét. Đây là những cái khối nhà liền kề bao bọc xung quanh cái tòa chung cư này. Giá bán của các căn hộ chung cư này thì chỉ từ 1,3 tỷ đồng một mét, 1,3 tỷ đồng một căn trở lên. Khoảng cách từ đây về đến trung tâm Mỹ Đình chỉ khoảng 15 phút. Với những ai mà công việc ở khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình thì hoàn toàn có thể mua chung cư ở đây để ở. Khu đô thị Tân Tây Đô này thì rộng hơn 20 ha với các cái tổ hợp chung cư, nhà biệt thự, nhà liền kề đã có từ 10 năm nay rồi, cư dân về ở rất đông. Tuy nhiên cái tòa chung cư XP Homestar này thì vừa mới xây xong và bây giờ thì chủ đầu tư mới tiến hành mở bán. Các anh chị khách hàng có nhu cầu quan tâm tìm hiểu mua căn hộ ở đây thì hãy liên hệ với Vincentland, số điện thoại 0961 333 110 để được tư vấn các cái thủ tục về vay vốn ngân hàng, tham quan căn hộ mẫu và tìm hiểu các cái thông tin để được hỗ trợ tốt nhất về việc mua bán căn hộ tại tòa chung cư này. Xin cảm ơn các anh chị.